gì anh nữa ơi em? Ra đây coi đi, làng mình hôm nay có đám cưới nè, vui lắm đó anh. Em nói thiệt đó, anh không đi phải không? Anh không đi là em đi một mình đó nha. Trời đất ơi, đang ngủ mà kêu kêu cái gì vậy không biết nữa. Chuyện